Hôm nay mình thấy có một comment trên cái video vitamin C của mình ấy, mà nói là mình toàn nói sai thôi, bác sĩ gì mà toàn nói sai thôi, bảo dùng vitamin C vào buổi tối với cả làm nhuộm màu da. Chắc là bạn ấy nói đúng quá à. Rồi, thế vitamin C mà mình nói trong cái video đó là L-ascorbic acid ha. Thì dạng L-ascorbic acid các bạn biết là nó có rất là nhiều nhược điểm, dễ bị oxy hóa, dễ break down, khó ngấm, rất là nhiều nhược điểm. Nên là hiện nay người ta vẫn đang tìm kiếm những cái công thức mà để sao cho nó dễ ngấm hơn, cho nó dễ bị oxy hóa hơn, tăng cường hiệu quả hơn, vân vân. Và cái công thức độc quyền của SkinCeuticals hiện nay đang là ưu việt nhất. Tuy nhiên lại là tuy nhiên. Tuy nhiên, đó là công thức độc quyền và nó đi cùng với rất là nhiều nghiên cứu, và đứng sau các nghiên cứu thì là những cái sự sponsor của nhãn hàng. Thì chắc chắn là khi mà nghiên cứu có sponsor thì nó sẽ có bias. Bias nghĩa là gì mình cũng không biết giải dịch là gì nữa. Đại loại là nó sẽ phải nói về cái hướng tốt cho brand vậy đó. Đó, thì mình đã làm trong nghề, trong cái vừa là bác sĩ lâm sàng điều trị cho bệnh nhân và vừa đã làm nghiên cứu rồi, nên là mình hiểu rất là rõ về cái vấn đề này, nên mình có thể tin được bao nhiêu. Rồi, thế thì với cái công thức độc quyền này thì đã giúp cho cái vitamin C, L-ascorbic acid nó ổn định hơn rồi, nó ít bị oxy hóa hơn rồi. Tuy nhiên, nó chỉ hơn thôi, chứ nó chưa phải là optimal, chưa phải là tối ưu hoàn toàn đâu các bạn. À, ví dụ mình cứ ví dụ luôn đi. Đây là lọ mà mình đã mở mới chắc mới có 2-3 tháng à. Thì bên ngoài có ghi là có thể giữ được 12 tháng sau mở đúng không? Thì các bạn có thể chiêm ngưỡng cái màu sắc của nó sau khoảng 2-3 tháng. Đó, thì các bạn thấy là nó cũng đã đổi màu rồi. Và cái hiện tượng mà làm xỉn cái màu da của mình ấy, thực ra thì nó cũng chả phải cái gì nguy hiểm cả, chỉ là mình thấy nó hơi xấu thôi. Mình đã dùng rất là nhiều các loại vitamin C rồi. À, rất là nhiều loại vitamin C rồi. Và cái hiện tượng mà đổi màu da, thực ra nó chỉ là khi mà vitamin C bị oxy hóa thì nó sẽ ngấm vào những cái lớp tế bào chết ở bên ngoài của mình, làm thay đổi cái màu da đấy thôi. Nhưng mà khi các bạn exfoliate, tức là các bạn tẩy da chết đi, thì da các bạn lại về lại bình thường. Nhưng mà khi nó bị oxy hóa rồi thì nó, thì cái khả năng mà phát huy được cái tác dụng mà như các bạn mong muốn, tác dụng mong muốn của các bạn là muốn làm sáng, muốn tăng sinh collagen vân vân đúng không, thì nó không còn nhiều nữa. Thì oxy hóa, nó bị oxy hóa quá dễ dàng dưới không khí, dưới ánh nắng, nước vân vân. Chính vì vậy mà mình mới có lời khuyên cho các bạn là khi dùng L-ascorbic acid thì nên dùng buổi tối, là vì vậy á. Nếu các bạn dùng buổi sáng thì cũng vẫn được thôi. Tuy nhiên, nó sẽ trung hòa các gốc tự do, nó chuyển thành cái dạng trung hòa như vậy thì nó sẽ không còn tác dụng nhiều ở các cái hiệu quả khác nữa. Thì mình chấp nhận việc đó, còn nếu không thì mình dùng buổi tối cho nó đỡ.